Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Bình Thuận cho biết, vừa kết thúc điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân dùng để cung cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thanh Tâm, 31 tuổi, về hành vi giết người cướp tài sản xảy ra tại chùa Quảng Ân, huyện Hàm Tân. Được biết, chiều 21 tháng 3, Tâm đi xe máy từ phòng trọ quận 9, thành phố Hồ Chí Minh về nhà tại thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân. Do nợ nần, Tâm nảy sinh ý định vào chùa Quảng Ân để giết và cướp tài sản của ông Tạ Văn Sửu, pháp danh Thích Quyền Lộc, trụ trì chùa. Ngày 23 tháng 3, Tâm đến chùa quan sát những nơi ông Sửu có thể cất giữ tài sản và tính toán các chốt cửa để thực hiện hành vi. Đến tối cùng ngày, Tâm chạy xe máy không biển số đến vườn điều phía sau chùa dựng, nhặt một đoạn cây gỗ làm vũ khí đi bộ vào. Tâm đến trước cửa phòng thượng tọa Thích Nguyên Lộc, dùng hai tay giật mạnh cánh cửa gỗ bung ra. Lúc này cô Nguyễn Bảo Ý, 19 tuổi, người làm công quả của chùa phát hiện nên la lớn. Ngay lập tức, Tâm dùng gỗ tấn công vào vùng đầu, khiến nạn nhân ngã xuống sàn. Thượng tọa Thích Nguyên Lộc nghe tiếng động bật dậy, cũng bị Tâm dùng cây gỗ tấn công. Nghe tiếng la, bà Nguyễn Thị Phượng, 43 tuổi, mẹ cô Yến làm người công quả của chùa, từ phòng sau chạy lên, cũng bị Tâm đánh gục tại chỗ. Tâm đã lấy đi 3 điện thoại di động, 825 triệu đồng cùng nhiều tài sản khác. Trên đường chạy, Tâm ném đoạn hung khí về nhà tắm rửa, ngâm quần áo, giấu số tiền cướp được trong phòng ngủ. Sáng hôm sau, Tâm đã lấy 430 triệu đồng trả cho 13 người dân ở địa phương, giấu 255 triệu đồng ngoại tệ trong phòng ngủ và mang đi 140 triệu vào thành phố Hồ Chí Minh. Trên đường trốn vào thành phố, Tâm ném bệnh đựng điện thoại, chìa khóa, sâu chuỗi xuống mương nước, dọc đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Các nạn nhân bao gồm thượng tọa Thích Nguyên Lộc và cô Nguyễn Bảo Ý tử vong, riêng bà Nguyễn Thị Phượng thì bị chấn thương nặng. Đêm 24 tháng 3, ban chuyên án đã bắt được Tâm tại phường Long Mỹ, quận 9. Tâm đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.